Xin chào anh em, trước mặt mình đang là cái con robot hút bụi kim lau nhà của Ophi và nó có mã hiệu là Robovac L70 Hybrid. Trong clip này thì mình sẽ chia sẻ với anh em những cái điểm đáng chú ý về cái con robot vừa lau nhà vừa hút bụi này. Và mình sẽ bắt đầu nói về cái thiết kế bên ngoài cũng như là những cái cấu trúc cơ bản bên trong của nó trước đây ha. Thì chúng ta sẽ có một cái con robot với thiết kế cũng khá là truyền thống thôi. Thì nó cũng là một cái hình tròn như thế này. Ở phía trước thì sẽ có một cái phần để cảm nhận được những va chạm khi mà nó di chuyển. Và ở đây thì chúng ta sẽ có hai cái nút bấm, cái nút tắt mở nguồn cũng như là cái nút cho cái con robot này nó đi lao động. Ở đây thì sẽ có một cái đèn để báo cái trạng thái hoạt động của cái con robot này cũng như là cái trạng thái mà nó có sẵn sàng kết nối với lại mạng wifi hay là cái app hay không. Để mà mở con robot thì mình khá là thích cái cách mà họ làm ở phía trên như thế này. Chúng ta chỉ cần mở ra như thế này thôi và lấy tay mở ra, khá là đơn giản. Và ở bên trong đây nữa thì chúng ta sẽ nhanh chóng có thể là đem bỏ những rác, những cái bụi mà cái con robot này đã hút vào bên trong. Rồi cũng trong cái hộp này thì chúng ta sẽ có thể là refill nước vào trong đây và đậy kín lại bởi một cái nắp cao su như thế này. Ngoài ra nữa thì ở trong đây cũng để sẵn khá là nhiều những món đồ chơi ở đây. Thí dụ như là một cái chổi quét để tự vệ sinh những cái màng, những cái rãnh mà khi mà con robot này nó hút vào và chúng ta không có lấy ra được. Và vì vậy thì chúng ta không cần phải tốn quá nhiều thời gian để đi rửa ráy, đi vệ sinh nó, mà chỉ cần lấy cái chỗ quét đó quét thôi. Khá là đơn giản. Để lấy rác ra rất là đơn giản luôn, chỉ cần là tháo một cái lớp lọc ra và tháo thêm một phần nữa là chúng ta xách cái cục này chúng ta đem ra vào thùng rác chúng ta bỏ luôn, rất là tiện lợi. Và sau khi vệ sinh xong á thì chúng ta chỉ cần đặt nó vào như thế này và cái ngàm nó sẽ tự kết lại với nhau. Đó, rất là đơn giản. Thay vì có nhiều con robot thì phải lật cái đít của nó lên để lấy ra và nó vừa bẩn mà nó lại vừa phức tạp hơn, cái giải pháp này rất là nhiều. Mình thích cái cách này hơn. Và ở đây mình sẽ lật con robot lên cho anh em xem. Thì anh em thấy là chúng ta cũng sẽ có hai cái bánh xe như thế này, một cái bánh xe ở phía trước và một cái chổi quét ở vị trí một cái góc phải như thế này. Và ở đây chúng ta sẽ có thêm một cái khu vực chổi quét nữa. Đó, thì những cái bụi ở bên ngoài như thế này nó sẽ được cái chổi quét bên ngoài nó đánh vào và nó sẽ chui vào bên trong đây và cái chổi quét bên trong này nó sẽ hút lên. Cái khu vực bên dưới này đó sẽ là một cái miếng khăn lau nhà. Ophi họ cho biết là cái lực hút của cái con này nó lên tới là 2000 Pascal, là một cái lực hút khá là mạnh. Rồi, và để lấy cái miếng dẻ lau này ra để đi vệ sinh thì cũng khá đơn giản. Chúng ta chỉ cần bóp một cái ngàm lại như thế này và mở ra. Đã, và sẽ đem cái miếng này đi vệ sinh và sau đó thì để lắp lại thì cũng khá là đơn giản thôi. Cần đặt cũng khá là đơn giản, chỉ cần lắp lại là xong, không cần phải dùng quá nhiều thao tác. Và nếu mà anh em để ý thì ở đây chúng ta sẽ có một cái cục tròn tròn như thế này, thì đây chính là cái cảm biến LiDAR. Và khi con robot này hoạt động thì cái cục cảm biến ở bên trong như thế này nó sẽ quay với tốc độ là 6 vòng một giây. Thì nhờ cái cảm biến LiDAR này thì sẽ có hai cái lợi ích. Thứ nhất là nó sẽ tránh được cái tình trạng là cái con robot này nó không nhìn thấy được những cái vật thể ở xung quanh hoặc là trong cái quá trình nó di chuyển. Và cái lợi ích thứ hai nữa là cái cảm biến LiDAR này nó sẽ giúp nó lập được cái bản đồ của nhà. Từ đó thì nó không chỉ là nó lưu lại, nó cho phép anh em kiểm tra được là cái quá trình dọn nhà của con robot này nó tới đâu, mà ngoài ra nó còn giúp cho con robot này nó sử dụng cái thuật toán Iceland của nó thuận lợi hơn để nó đi lau nhà nhanh hơn và nó hiệu quả hơn. Và nếu mà anh em để ý thì ở phía trước cái con robot này nó sẽ có một cái miếng đen đen như thế này, thì đó là cái cảm biến laser. Bằng cái cách sử dụng cái cảm biến laser này thì nó sẽ đo được cái khoảng cách từ robot cho tới cái vật thể ở trước mặt nó, và nó cũng sẽ giúp hạn chế được cái việc là con robot này không có đi hút đổ những cái vật thể đó. Về pin á, thì cái con robot này nó có khả năng hoạt động khoảng 2,5 tiếng liên tục sau một lần sạc đầy. Mình thử sử dụng ở chung cư của mình á, thì cái diện tích chung cư đâu đó khoảng 70m2, thì mình thấy là nó chỉ mất đâu đó khoảng 20 phút để nó đi vừa hút và vừa lau, có nghĩa là một cái tốc độ khá là nhanh so với lại những cái con robot khác. Mình thấy là nó đã làm khá là hiệu quả trong cái việc mà nó không có đi hút, không có đi kéo đổ những cái đồ dài, những cái đồ dép hoặc là những món đồ nhỏ của mình để ở trên mặt sàn ở gần cái khu vực cửa ra vào. Và thêm vào đó, cái lực hút của nó mình cảm giác là nó khá là mạnh. Và ban đầu thì khi mình bắt đầu sử dụng cái con robot này thì mình khá là băn khoăn về cái việc là liệu nó có lau sạch hay không. Trong quá trình mà nó di chuyển, con robot này nó tạo ra được những cái tiếng miết kít kít ở trên cái sàn của mình, chứng tỏ là cái lực mà nó đè xuống để nó lau thì khá là mạnh. Từ đó thì mình cũng khá là yên tâm cái việc mà nó sẽ vệ sinh hiệu quả hơn sàn của mình. Để quản lý con Ophi này á, bên cạnh cái việc mà bấm nút vật lý bình thường như thế này á, thì chúng ta còn có một cái ứng dụng tên là Ophi Home. Và sau khi kết nối với lại con robot này thì chúng ta sẽ có thể là quản lý nó và cho phép kích hoạt để nó đi dọn nhà từ xa. Không chỉ là chúng ta ở trong một mạng wifi đó mà chúng ta có thể là đang đi làm hay là đang đi làm về, và chúng ta vẫn có thể là
bấm để cho nó tự chạy ở nhà, khá là tiện lợi. Và cũng thông qua cái việc mà kết nối với lại cái Eufy Home đó thì chúng ta còn có thể điều khiển cái con robot này thông qua trợ lý thông minh Google Home hay là Alexa sau khi kết nối nó với lại cái hệ thống nhà thông minh của anh em. Đó cũng là những gì mà mình muốn chia sẻ nhanh với anh em về những cái điểm đáng chú ý của cái con Eufy Robovac L70 Hybrid này. Một cái con robot vừa có thể hút bụi vừa có thể lau nhà. Giá của nó thì đâu đó khoảng 13 triệu đồng. Mình thấy là khá là hợp lý cho một cái con robot vừa hút bụi vừa lau nhà. Lau mạnh và hút cũng mạnh. Ngoài ra lại có LiDAR rồi có cảm biến lái xe nữa. Còn bây giờ thì mình là Minh Đức trên Tinh tế.vn và hẹn gặp lại anh em ở những video khác.